rồi. Em bé mới về tới nhà nè. Mở ra đi, ngực nội. Mỗi lần nó thức là mình nuôn da gì cho nó nè. Vô đó nó nằm luôn kìa. Trời ơi, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Thêm bé giống mày nha. Đúng rồi. Chưa đâu vài bữa nữa. Bữa nó mới thấy biết. Ừ. Đó, nhỏ quá nhanh đồng á. Cái bắt đầu chồng không biết nó sao giống xui da với kiểm bỏ. Nó ngon nữa chắc chắn nè. Lúc mà mới đẻ hai trái bông. Đó là gì với mà bà là bà cô coi để tính để cho dễ nghe có. Y tá mà lột đổ ra tắm mất đổ la làng rồi đó. Ừ, tới giờ là tao lên tao tắm cho mình tao massage nữa.
Nó cười như vậy, đụng nó cái nó la làng mà tới hồi giỡn người ta thái thì ta đứng mát xa hay chổng đứt lên đó. Mát xa người ta để ốc nó chổng là vậy nhờ rồi áp xa cái lưng đó. Mà nó không khóc á, mà mình thay tả thay gì cho nó la làng hôm nay. Thay tả nó nói mà chịu nó tốn sạch thôi. Bữa nào mà y tá lại tắm cũng chơi dơi. Cứ xuống nó khô cái y tá rồi nó trời ơi dơ dữ vậy. Cứ tới khô luôn. Bữa đầu tiên con chưa đưa, có sữa đó uống đó, cái ông giật mình hết vậy cái miệng nó sữa dính hết đầy hết trơn. Mà cũng đổi vô đổi đầu giống á chế định con cho uống bên vài phải đổi qua đổi lại cho nó đẹp. Bên này có con nhỏ nè, nó đi cho uống nhiều hơn kiểu gì bên này uống hai lần bên đó uống lại cho nó tầm rồi.
nói bắt đầu hơi mát cho cháu.